Mình chào mọi người, tiếp tục những video quay về những ngôi chùa Huế. Thì mọi người thấy là ở Huế có nhiều những ngôi chùa cổ nằm ở những nơi mà héo hút, ít người, ít du khách biết đến. Tuy nhiên lại đậm chất thiền, rất tránh xa được những cái xô bồ của cuộc sống và rất là yên tĩnh cũng như là rất là thanh tịnh. Thì chùa Trúc Lâm là một ngôi chùa như vậy. Hôm nay mọi người sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và tìm hiểu về ngôi chùa này nhé. Bắt đầu. Chùa Trúc Lâm tọa lạc trên con hẻm nhỏ đường Võ Văn Kiệt, xã Thủy Xuân, thành phố Huế. Chùa ở phía tây nam thành phố Huế, cách thành phố khoảng 5 km, nằm ở trên đồi Dương Xuân Thượng. Nếu đi từ Đa Nam Giao thì mọi người hướng về phía cầu Lim, qua cầu rẽ trái khoảng 500 m là đến chùa. Chùa do sư Diên Trường, vị tỳ kheo ni đầu tiên của Ni Bộ Thuần Hóa, xây và thỉnh ngài Giác Tiên làm vị khai sơn năm 1903. Hòa thượng Giác Tiên khai sơn và là trụ trì đầu tiên của chùa. Kế tiếp là hòa thượng Mật Tín, hòa thượng Mật Hiền trụ trì và tổ chức trùng tu ngôi chùa. Đến năm 1931, Hội Án Nam Phật Học ra đời tại chùa, là cơ sở viện Phật học đầu tiên ở Huế. Chùa mới thành lập 120 năm nhưng lại có hai vị trụ trì là danh tăng Việt Nam của thế kỷ thứ 20, đó là hòa thượng Giác Tiên và hòa thượng Mật Hiền, là những người đã khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung và đều đóng những vai trò quan trọng trong phong trào chấn hưng Phật giáo sau này. Từ đường Võ Văn Kiệt gần cầu Lim có con đường nhỏ dẫn vào chùa. Đến một ngã ba thì có hai con đường vào chùa. Một là mọi người qua hai trụ biểu là đến cổng Tam Quan, hoặc nếu đi thẳng sẽ thấy cây cầu xi măng nhỏ dẫn vào chùa. Bên phải có ngôi miếu nhỏ thờ Quán Thế Âm, làm mình liên tưởng đến chùa Một Cột. Bên trái là một hòn đảo nhỏ dưới một tán cây khá rộng, là tượng Phật Thích Ca ôm bình bát. Cây này mình cũng không biết là cây gì, nhưng mà đang nở hoa đẹp lắm mọi người. Con đường thì khá là nhỏ và không có lan can, nên mọi người có đi thì nhớ cẩn thận nhé. Cổng trước của chùa có một cái cây cầu bằng xi măng bắc sang một cái con kính, rất là đẹp luôn mọi người. Đi qua cái cầu nhỏ bắc trên một con kính không quá rộng dưới những tán cây xinh mát, là mọi người sẽ đến cổng trước, được làm bằng xi măng đơn giản, đắp nổi các hoa văn cũng không quá cầu kỳ. Sau cổng ngay bên trái là Quán Âm Cát, bên trong có đặt bức tượng Quán Thế Âm làm bằng đá. Mình thấy khác là Quán Âm Cát ở đây có hình chữ T thay vì kiểu bạc giác hay gặp ở các ngôi chùa Huế khác. Sau tượng Quán Thế Âm là tượng Phật Di Lặc, vừa đủ được che mưa che nắng. Các bậc thang nhuộm màu rêu phong dựng lên cổng Tam Quan của chùa. Trên cổng có ghi năm kiến tạo, đó là năm Bình Thân năm 1956 và năm tái tạo là năm Kỷ Mão năm 1999. Trên cổng có 4 cặp câu đối chữ Hán, 2 cặp ở mặt trước và 2 cặp ở mặt sau. Trên cổng thì có ghi dòng chữ Quốc ngữ: Trúc Lâm, tinh tấn, thanh tịnh. Cổng có khá nhiều màu sắc nhưng lại không loè loẹt mà có phần cổ kính. Tầng 2 cổng Tam Quan có thờ ngài Hộ Pháp. Trên đỉnh có hoa văn châu Pháp Luân được sơn màu vàng. Tuy cổng không khảm sanh sử nhưng có khá nhiều những hoa văn tinh xảo và đắp nổi tranh cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Phía dưới có một bục tạo hình bánh xe Pháp Luân và ba chữ Giới Định Huệ. Hai bên cổng là hai vị hộ pháp. Tường không lớn nhưng mà phối màu đẹp và đủ uy nghiêm.
Vào trong chùa, từ trong nhìn ra thì bên trái chùa có lầu chuông nhỏ, một khu vườn tái hiện Phật Thích Ca đản sanh. Hòn non bộ, bộ tượng 18 vị La Hán và tranh về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Phía bên phải chùa có tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Tượng Bồ Tát cao khoảng 1,8 m, được sơn màu trắng, do cổ hòa thượng Bậc Hiền từ tay tạc lấy. Tiếp đó là giáng thờ Quán Công. Và bộ tượng Phật Thích Ca chuyển Pháp Luân. Tất cả đều nằm dưới những tán cây cổ thụ xanh mát. Đó, những ngôi chùa ở Huế là như vậy đó mọi người, không hoành tráng cũng như là không ồn ào. Vào đây mọi người sẽ cảm nhận được một không khí rất là thanh tịnh, mát mẻ và đậm chất thiền tịnh. Về kiến trúc của chùa thì chùa kiến trúc kiểu chữ khẩu theo truyền thống chùa cổ ở Huế. Mở đầu là ngôi chánh điện gồm tiền đường, chánh điện và hậu tổ. Ngôi chánh điện xây dựng kiểu trung lương, trung thiêm hay là trung thiêm điệp ốc, là kiểu kiến trúc nhà kép, hai mái trên một nền. Trên nóc có cặp rồng quay đầu, châu mặc vào hộ phù, đội bánh xe Pháp Luân. Các đầu đao trang trí hình long lân quý phùng. Ở tiền đường có bốn cột trang trí hình rồng và hai phù điêu long mã đắp nổi bằng mảnh xanh sứ đủ màu sắc. Các chi tiết này thể hiện nghệ thuật điêu luyện sinh động tuyệt đẹp. Ở giữa hai mái nhà có ba bức tranh về cuộc đời của Đức Phật. Phía trong điện Phật thì được bài trí tôn nghiêm, hướng án giữa thờ tượng Đức Phật Thích Ca. Hai bên có tôn giả Ca Diếp tay cầm hoa sen và tôn giả A Nan tay ôm bình bát. Ba pho tượng này được tạc bằng gỗ mít. Phía trước có thờ các tượng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Bồ Tát Di Lặc và Đạt Ma Tổ Sư. Ở hai bên có hai bức tượng Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền lớn hơn. Phía sau treo tranh của Tây Phương Tam Thánh. Phía bên trên chánh điện gần xa nhà có treo bức Hoan Vi sơn son thiệp vàng, ghi là Sắc Tử Trúc Lâm Đại Thánh Tử. Và ở trong chánh điện cũng có cặp đối chữ Hán do tổ giác viên đặt ra và tự tay viết. Trước nữa hai giang hai bên chánh điện có chuông trống cùng bàn thờ Ngài Tiêu Diện và Ngài Hộ Pháp. Mình thấy chánh điện chùa được phủ một lớp giáng tường có màu vàng và có hoa tiết rồng. Về tổng thể, các chi tiết sơn son thiệp vàng không nhiều, mà chủ yếu là màu gỗ trầm mặc và dịu nhẹ. Sáu Phật Điện là giáng hậu tổ. Ở đây có thơ Long Vị Ngài Phước Huệ, Ngài Tâm Tịnh, Ngài Huệ Pháp, Ngài Giác Tiên ở ban thơ giữa. Hai bên thơ chữ Tăng, chữ Ni thuộc Trúc Lâm Pháp Phái đã viễn tịch. Sáu ngôi chánh điện là nhà thiền, nhà hậu, nhà khách, nhà tăng và nhà trù. Ở giữa là vườn cây cảnh với nhiều loài hoa sen, hoa lan
v.v. Cảnh chùa Trúc Lâm lúc nào cũng đẹp, nét đẹp thiêng vị và mang hương sắc xứ Huế. Ngày xưa khi đến viếng chùa lễ Phật, cụ Thượng thư Hồ Đắc Trung đã để lại một bài thơ tuyệt diệu: Trúc Lâm phong cảnh thật âm u, ẩn tài trống non khách thiệu du, trắng rồi gió lay tấm chẳng đồng, mây đi nước đến thể không thu, đầu canh sát đất tìm phương dần, giữa đốt không tâm chỉ hướng tu, thấy trúc biết người, người tựa trúc, trúc người không khác cảnh tướng phu. Rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta đã cùng nhau tham quan chùa Trúc Lâm. Đấy là một ngôi chùa cổ, cùng với đó là nằm ở trong một cái không gian rất là thanh tịnh, lạnh xá được những cái bụi trần, đậm chất của một ngôi chùa Huế là thanh tịnh, hiền hòa, xanh mát. Mình cũng xin dừng video tại đây. Mọi người nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.